Ok, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ cho mọi người một cái bài thuốc, một số bài thuốc mà nó có thể trị được cái bệnh trĩ chúng ta, trĩ nội lẫn trĩ ngoại không nha, mà nó rất là công hiệu luôn, rất là hay luôn. Mà từ có một cái loại trái thôi, từ một loại trái mà trái đó thì không có xa lạ vì với chúng ta. Nói tên là cái trái đó là mọi người biết liền. Và mọi người thật cái trái này thì hay dữ ta sao mình không biết. À, lúc đó mình mới tiếc không ha. Thì hôm nay nếu anh em là có duyên xem bài thuốc này của mình thì mọi người sẽ nhận ra rằng trái đó nó có thể trị được bệnh trĩ rất tốt luôn. Mà một số anh chị em từ trước đến giờ cũng muốn mình đó là nhờ mình chia sẻ một số bài thuốc trị bệnh trĩ mà để anh em có thể mà áp dụng trị cái bệnh của mình. Cái bệnh trĩ thì nó thường xảy ra do nguyên nhân là chúng ta do cơ thể ta nóng quá, chúng ta bị táo bón lâu ngày. Nó do dùng những thường thì chúng ta dùng rượu bia nhiều hoặc là những cái thức ăn mà nó gây nóng quất trong cơ thể thì nó sẽ gây chúng ta táo bón, và táo bón lâu ngày thì nó sẽ gây bệnh trĩ thôi. Không người ha. Thì bệnh trĩ có hai loại, trĩ nội và trĩ ngoại. Nhưng mà nguyên nhân chính của nó là do cơ thể chúng ta bị nóng quất cho nên chúng ta mới bị bệnh trĩ. Không người ha. Trĩ ngoại và trĩ nội, trĩ nào nó cũng gây chúng ta là rất là khó chịu và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta. Nếu chúng ta có tiền nhiều thì chúng ta sẽ đi phẫu thuật. Còn nếu chúng ta không có tiền thì chúng ta phải đi sống chung với bệnh thôi, mang theo. Chừng nào mà nó đủ tiền mà chừng nào mình đủ tiền thì mình sẽ làm, còn không đủ tiền thì mình cứ sống chung với bệnh. Riết riết sau này nó sẽ gây ra những cái bệnh nặng hơn và nó rất là nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Thì hôm nay mình chia sẻ cho mọi người một số bài thuốc để chúng ta có thể giải quyết nó bằng những cái loại trái cây mà chúng ta rất là quen thuộc, mà chúng ta nghĩ nó không có tác dụng tốt đến cuộc sống hàng ngày, nhưng thực chất ra nó có dùng rất tốt nếu chúng ta làm đúng bài thuốc thì cực kỳ hiệu quả. Đây mọi người. Mọi người đã nhận ra được nó chưa? Đây cái lá nó đây. Đó. Lá nó đây. Trái nó đây. Lá nó gần sần sùi vậy nè. Mọi người đã nhận ra nó đúng không? Đây là trái sung. Đó mọi người nghe. Trái sung này ngoài việc nó làm thức ăn những cái món ăn rất là ngon và mà người dân Việt Nam mình thường dùng để làm thức ăn, thì ngoài cái làm món ăn đó ra thì chúng ta còn có thể áp dụng vô mà chúng ta có thể trị những căn bệnh của chúng ta. Lúc trước mình cũng đã chia sẻ cho mọi người là cái trái sung này nó có thể trị bệnh phổi không hả, và một số bài thuốc từ cái lá sung này cũng được, nó cũng trị bệnh rất là hay luôn. Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ cho mọi người cái tác dụng của trái sung này, nó có thể trị được bệnh trĩ rất là hay. Thì đó, cái nguyên nhân cái bệnh trĩ thì mình cũng đã nói cho mọi người, mình đã chia sẻ cho mọi người rồi đó. Bệnh trĩ thì thường chúng ta bị nóng quất trong người thôi, thì chúng nó có thể là do chúng ta rượu bia nhiều hoặc do cái cơ thể chúng ta nó nóng quất thì nó gây táo bón lâu ngày. Táo bón lâu ngày thì nó sẽ gây ra bệnh trĩ thôi. Bệnh trĩ là do bị nóng quất trong người, táo bón thì gây ra bệnh trĩ. Rồi bây giờ sẽ vào bài thuốc các người ha. Để sử dụng bài thuốc thứ nhất, để sử dụng cái trái sung này mà chúng ta sẽ bào chế thành bài thuốc để chúng ta trị bệnh trĩ. Ở đây bài thuốc lá sung này, trái sung này là bài thuốc đặc trị về bệnh trĩ của dân gian ngày xưa tới bây giờ, rất là hay luôn, mà người ta hay thường nói là siêu hiệu quả từ trái sung này mà trị bệnh trĩ. Ở đây mình nói là trĩ nội và trĩ ngoại chứ không phân biệt trĩ nào hết, hiểu không ha. Thì trĩ nội trĩ ngoại thì cũng do nóng quất trong người mà nó ra thôi. Trĩ thì có hai loại, ngoại và trĩ nội. Mọi người dùng cái trái sung này từ 100 đến 150 gram, có nghĩa là một lạng đến một lạng rưỡi trái sung này. Bài thuốc thứ nhất.
mình chia sẻ cho mình một số bài thuốc thì mọi người nhớ xem hết video để mình lấy được hai một số cái cách để chúng ta sử dụng cái xung này mà chúng ta trị bệnh trĩ không ha. Mọi người tiệm cho mình 100 đến 150 g trái xung. Trái xung như vậy, đừng có non quá và đừng có chín quá không ha, trái xung vừa thôi. Nó trái xung già đó. Đừng có chín quá mà đừng có non quá, trái xung già. Sau khi mọi người có rồi, trái xung rồi, 100 đến 150 g. Mọi người lặt nó ra và rửa qua nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo cho mình. Sau khi mọi người để ráo rồi, mọi người sẽ xay nó ra, xay nhuyễn hoặc đâm nhuyễn, xay nhuyễn ra. Nếu không có máy xay sinh tố thì mọi người đâm nhuyễn ra, giã nhuyễn ra. Còn nếu mà có máy xay sinh tố, mọi người xay nhuyễn ra. Đó. Sau khi mọi người đã xay nhuyễn rồi, trái xung rồi, mọi người cho vào một cái nồi. Đó, cho vào một cái nồi và mọi người đổ cho mình 1 lít nước. Nước sạch không người ha, hoặc nước lọc cũng được. Nước sạch hoặc nước lọc cũng được. 1 lít nước. Và sau khi mọi người đã cho và sau khi mọi người đã cho 1 lít nước vào rồi, mọi người sẽ nấu lên cho mình. Sau khi nó sôi, mọi người sẽ riu lửa thôi, dặn lửa nhỏ xuống, còn mọi người để cho mình khoảng chừng 5 đến 10 phút sau. 10 phút sau. Nhớ là xi sôi, mọi người riu lửa nha. Nếu mà mọi người để rửa cao như bình thường lúc đầu thì nó sẽ cạn nha. Mọi người nấu cho mình khoảng 10 phút, lửa riu thôi, tắt bếp. Và mọi người sẽ lấy cái rây, cái lược gì đó, mọi người rây ra, bỏ cái phần bã đi, bỏ cái phần bã đi và lấy cái phần nước thôi. Lấy cái phần nước của trái xung này nấu ra, còn cái phần bã bỏ đi. Và cái phần nước đó mọi người chia làm 3 lần, từ 2 đến 3 lần uống trong ngày cho mình. Uống trước bữa ăn và uống sau bữa ăn cũng được. Đúng rồi, uống trước hoặc sau bữa ăn cũng được. Đó. Nếu mọi người uống trước bữa ăn thì mọi người uống trước 10 phút. Còn nếu mọi người uống sau bữa ăn cũng uống sau 10 phút. Đó là cái cách nấu cái trái xung này để chúng ta có thể uống mà chúng ta trị ở trong ra. Mình lưu ý mọi người, hôm nay mình chia sẻ mọi người trái xung này để đặc trị. Có hai cách để đặc trị bệnh trĩ không người ha, ở trong ra. Bây giờ là bài thuốc thứ nhất là đã uống rồi, có nghĩa là trị ở trong ra. Và bài thuốc thứ hai, trị ở ngoài vô. Mọi người tìm cho mình 200 g, là 2 lạng trái xung này nè, 2 lạng trái xung. 2 lạng thôi ha, là 200 g á, 2 lạng trái xung này. Mọi người lặt ra và mọi người rửa sạch qua nước muối loãng, rửa sạch qua nước sạch để ráo cho mình. Sau khi mọi người để ráo rồi, mọi người sẽ sắc làm đôi ra, sắc làm đôi hoặc sắc làm 4 ra, chẻ đó, chẻ nó ra. Làm đôi hoặc làm 4 ra. À, ha. Xong, mọi người đổ vô một bỏ nó. Xong mọi người bỏ nó vào một cái nồi và mọi người đổ cho mình là 3 lít nước. 3 lít nước ha mọi người ha. Và mọi người nấu sôi lên. Đó, nấu sôi lên. Sau khi sôi mọi người sẽ để cho mình nó sôi khoảng 15 phút nữa cho những cái chất ở trong trái xung này nó tan ra ngoài nước. Ha, à, đó. Nhưng mà lưu ý mọi người nấu, mọi người vẫn đậy nắp dung nha. Mọi người đừng có mở nắp dung ra. Đậy nắp dung mà lửa riu thôi, khoảng 15 phút sau người tắt bếp. Và mọi người nhắc xuống. Mọi người để vào một cái ghế hay cái gì đó mà nó chuyên dụng để chúng ta xông trĩ á. Mọi người để cái nồi ở dưới và mọi người ngồi lên trên cái ghế đó cho nó cái hơi nóng của cái nước này nó xông lên. Xông lên. Đó, và trước khi mọi người xông á, lưu ý là trước khi mọi người xông, mọi người phải vệ sinh cái búi trĩ của mình. Cái hậu môn và vùng hậu môn, vùng búi trĩ của mình á, vệ sinh cho sạch đi qua nước ấm đi. Và mình lau lại khô bằng cái khăn mềm. Sau khi mọi người đã vệ sinh như vậy rồi, mọi người sẽ xông hơi cái này lên, xông cái hơi trái xung lên. Đến khi nào mà cái nước của trái xung này nó nguội, nó không bốc hơi lên nữa, thì mọi người sẽ dùng cái nước trái xung đó, mọi người rửa búi trĩ, rửa vùng hậu môn và rửa búi trĩ ha. Đó là cái nước mà nó đã nguội rồi đó, nó nguội rồi nha. Chứ mọi người mà đừng có để nước nóng quá, mọi người rửa. Ở đây mình chia sẻ với mọi người là từ khi nào mà nó hết, cái hơi nó hết xong lên, có nghĩa là đã nguội rồi đó, thì chúng ta sẽ rửa búi trĩ. Lấy cái nước đó mình rửa búi trĩ, rửa cho sạch khoảng chừng 5 đến 10 phút. Mình rửa qua rửa lại cho sạch đi, khoảng 5 đến 10 phút. Sau khi mọi người đã rửa búi trĩ rồi thì mọi người sẽ rửa nước sạch lại. Và mọi người lau cái búi trĩ của mình bằng khăn mềm. Thì mỗi ngày mọi người có thể làm 1 đến 2 lần. Hay mọi người ha, từ cái nước xung này chúng ta nấu ra mà chúng ta xông hơi.
Thì bài thuốc thứ nhất là chúng ta sẽ dùng cái trái sung này chúng ta uống là trị tụt răng ngoài. Còn bài thuốc thứ hai là chúng ta sẽ dùng cái nước trái sung này chúng ta xông hơi lên, sẽ trị từ từ ngoài vô trong, trong ứng ngoại hợp. Bởi vậy mình mới nói cái bài thuốc này là bài thuốc đặc trị về trái sung, đặc trị từ trái sung mà nó trị bệnh trĩ, trĩ nội vẫn được, trĩ ngoại cũng được, đặc trị. Và lưu ý chúng ta đang trị bệnh trĩ thì chúng ta nên kiêng những gì? Chúng ta không được uống rượu bia, chúng ta không được ăn những đồ nóng, những đồ gây cho cơ thể mình nóng lên đó, chứ không phải là những đồ mà đang nấu sôi nó nóng hay không phải. Những đồ mình ăn vô cơ thể mà nó gây chúng ta bị nóng uất cơ thể. Ớt, những chất dầu mỡ, những chất cay, ví dụ như là sa tế nè, hoặc là những mì cay nè. Mì cay giờ thì phổ biến lắm rồi, nhưng mà nó sẽ gây nóng cơ thể chúng ta. Hoặc là những cái nước ngọt, rồi những chè đó, những cái đó, những trái cây nào đó, những cái trái loại trái cây mà nó gây cho cơ thể chúng ta nóng uất đó, thì nó sẽ làm giảm cái tác dụng của bài thuốc trong trong khi chúng ta đang trị. Thì những cái lưu ý như vậy, chúng ta cảm thấy những cái thức ăn nào ăn vào cơ thể mà nó gây nóng uất cơ thể thì chúng ta sẽ không ăn, mà chúng ta sẽ bồi dưỡng lại là bằng những thức ăn nó sẽ làm mát cơ thể chúng ta, làm mát cái cơ thể chúng ta lại. Ví dụ chúng ta uống rau má, chúng ta ăn giá, ăn giá đồ đó, uống rau má, những cái loại thức ăn đó là nó sẽ làm cho chúng ta mát cơ thể. Thấy không ha? Thì nó sẽ tăng cái tác dụng trong những bài thuốc chúng ta đang điều trị. Đó là những lưu ý khi chúng ta trị bệnh trĩ. Chứ mà nếu mà chúng ta đang trị á mà chúng ta dùng rượu bia, chúng ta ăn những thức ăn nóng uất cơ thể, dùng gì ớt, rồi sa tế, rồi dầu mỡ nhiều, thì cái tác dụng bài thuốc nó không có được nhiều. Vậy lúc đó mọi người lại nói là bài thuốc dở, đâm ra thì nó cũng tội cho những người chia sẻ, không ha? Ở trên mạng bây giờ rất là nhiều cái kênh để chia sẻ những bài thuốc, nhưng mà lưu ý rằng chúng ta trị bệnh thì chúng ta phải kiên cử, không ha? Kiên cử những gì? Ví dụ trị bao dạ dày thì chúng ta nên kiên cử rượu bia, chúng ta không ăn đồ cứng, thức ăn cứng, chúng ta không ăn những cái thức ăn mà cay, nóng, lạnh, quá cay đi, quá nóng đang sụt một hớp vô thì vẫn được, nhưng mà vào cơ thể, vào cái dạ dày chúng ta đang bệnh thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái dạ dày. Hoặc chúng ta uống những nước đá được đó, chúng ta uống nước quá lạnh thì nó cũng sẽ gây cái dạ dày chúng ta lâu hết. Và bệnh trĩ này cũng vậy thôi, không hề mình phải kiên cử. Ví dụ chúng ta viêm họng mà chúng ta hút thuốc, chúng ta uống rượu, chúng ta uống nước đá thì chúng ta trị cái nào trị nó cũng không có hết lẹ đâu. Viêm họng mà chúng ta dùng những cái đó mà chúng ta đang dùng thuốc, dùng đó thì nó không hết lẹ mọi người ha. Chúng ta phải kiên cử. Đó. Rồi. Hôm nay mình đã chia sẻ xong cho mọi người hai cái cách mà để đặc trị bệnh trĩ từ cái trái sung này. Hai người ha. Và cái lá sung này thì nó cũng có tác dụng. Hôm trước cũng đã chia sẻ cho người một hai số hai gì cái tác dụng từ lá sung này. Nếu anh chị em nào muốn mình chia sẻ về lá sung, tác dụng của lá sung này nữa thì cứ comment với phần nhận xét, mình sẽ chia sẻ bài thuốc các người ha, cho mọi người từ cái lá sung này. Rồi, cuối video mình cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn đã đồng hành ủng hộ mình để mình luôn có những cái tinh thần cao nhất để làm, để đi tìm kiếm những loại cây thảo dược và những cái bài thuốc hay để chia sẻ lên cho mọi người, để mọi người tham khảo và có một cái thời gian thời điểm nào đó mọi người có thể sử dụng, mình sẽ cải thiện được cái sức khỏe của mình. Thì nếu như mà anh chị em mình còn cơ hội, còn khả năng thì chúng ta sẽ đi trị bằng mọi cách đi, khi nào mà mọi người thấy mà nói chung là nó cùng đường rồi thì mọi người nên quay về thuốc nam với những bài thuốc rẻ tiền như thế này, nhưng nếu hợp cơ địa thì rất là tuyệt vời hơn người ha. Đó, thì mình chia sẻ bài thuốc lên cho mọi người, lúc nào mình cũng muốn mọi người mà sử dụng có kết quả tốt nhất, chứ mình không bao giờ muốn mà mọi người sử dụng không có kết quả hơn nha. Như vậy thì mình cũng chả chia sẻ bài thuốc làm gì. Mình chia sẻ bài thuốc lên thì mong muốn mọi người có những cái bài thuốc để điều trị những căn bệnh của mình tốt nhất, để mọi người có thể hết bệnh một cách nhanh nhất và rẻ tiền nhất, dễ làm nhất và rẻ tiền nhất. Rồi, cuối video mình cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Và xong đây mình cũng chia sẻ mọi người, có một số anh chị em thì cũng đã nói chung là tin tưởng bài thuốc, rồi sử dụng bài thuốc thì cũng đã có kết quả rất nhiều, rất cao, rất tốt.
mà đã comment lại với mình, thì mình cũng rất là cảm ơn mọi người luôn đã tin tưởng bài thuốc và chia sẻ bài thuốc lại, thì chia sẻ lại cho mình là đã tốt, rất là tốt, thì mình cảm ơn người rất nhiều luôn đã quan tâm và tin tưởng tới kênh. Rồi cuối video mình cảm ơn người rất nhiều luôn, chúc mọi người bệnh mau là bệnh thôi ha, có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Video hài đến đây hãy xin được kết thúc, bye bye mọi người nha.